nay Vũ xin giới thiệu đến quý anh chị nhà đầu tư một tài sản đẹp với một vị trí tốt tại trục đường Nguyễn Văn Nguyễn, tuyến nhánh trục Trần Văn Khải và Hai Bà Trưng. Căn nhà mặt tiền này tại vị trí số 14 đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1. Không chỉ nổi bật với vị trí đắc địa mà còn mang đến rất nhiều tiện ích và tiềm năng đầu tư lớn. Vị trí đối diện với khu căn hộ cao cấp Horizon được thiết kế với hai mặt tiền trước và sau, với mặt tiền chính là nhìn ra đường Nguyễn Văn Nguyễn và mặt tiền sau cửa hậu kết nối với hẻm rộng 5m kết nối ra tuyến đường Trần Quang Khải. Căn nhà này tạo nên một không gian độc đáo và thuận lợi cho nhiều mục đích sử dụng. Trước mắt là việc triển khai văn phòng cho thuê. Hiện đang cho một công ty về dược phẩm Pharmacy thuê với mức giá là 55 triệu một tháng, kéo dài trong thời gian hơn 5 năm. Theo định giá từ ngân hàng, giá trị của căn nhà này đã được định giá lên đến 35 tỷ đồng. Hiện gia chủ đang muốn để lại với mức giá chào là 30 tỷ. Và Vũ có một khách hàng đã tiến đến con số thương lượng dưới sâu 26 tỷ. Thể hiện rằng đây là một bất động sản có giá trị và tiềm năng hoặc biên độ tăng giá khá cao. Căn nhà có diện tích là 4m x 22m với chiều ngang rộng và chiều sâu đủ lớn. Mặt tiền trước sau cung cấp một không gian lý tưởng để phát triển nhiều loại hình kinh doanh hay dịch vụ, hoặc chí ít là việc cho thuê làm căn hộ dịch vụ hay khách sạn. Nổi bật của căn nhà này là được xây dựng 5 tầng với thang máy tốc độ cao. Điều này không chỉ mang lại tiện ích cho việc di chuyển mà còn tăng thêm giá trị cho căn nhà, làm cho tài sản này trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đầu tư đang tìm kiếm một bất động sản có tiềm năng kinh doanh cao. Hiện tại căn nhà đang được cho thuê làm văn phòng với mức giá ổn định là 55 triệu mỗi tháng. Điều này là một điểm cộng lớn cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm một bất động sản đang có thu nhập thụ động từ nguồn cho thuê. Hợp đồng sẽ tạo nên một nguồn thu nhập ổn định đảm bảo cho các gói vay mua tài sản của quý anh chị. Một ưu điểm lớn khác mà là cái giá bán của căn nhà này đã giảm từ con số 35 tỷ xuống dưới 30 tỷ và có thể thương lượng xuống hơn nữa, kèm theo một số điều kiện. Nếu thật sự anh chị muốn biết điều kiện đó là gì, xin vui lòng hãy gọi ngay cho Vũ theo số điện thoại 0988 196819 hoặc tin nhắn qua Zalo, Viber, WhatsApp, Vũ đều có thể trả lời thêm các thông tin sau dành cho những khách hàng thiện chí. Vũ xin tóm lại, căn nhà này tại mặt tiền số 14 đường Nguyễn Văn Nguyễn không chỉ nằm ở một vị trí đắc địa ngay góc Trần Quang Khải và Hai Bà Trưng, đối diện với khu căn hộ Horizon hơn 1.000 người, kèm theo nhiều tiện ích khu vực, thì đây là một cơ hội đầu tư với giá bán hấp dẫn và thu nhập hiện có từ việc cho thuê. Đây là một lựa chọn đáng xem xét cho những anh chị muốn đầu tư vào bất động sản tại quận 1 Sài Gòn. Vũ xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong video sau với những tài sản tiềm năng khác.